đặt cái tên. Đó đâu, mình biết đó mà, khu này nó có trụ nữa. Khu này nó có boss nữa rồi. Rồi giờ quay lại đó nè. Nè anh em à, tết một phần nào. Thế chưa đủ bản lĩnh đánh thì mình đi tiếp. Nếu mà đánh thổi tiền phòng có vẻ khó hơn. Thổi tiền phòng mà thấy nó quẹt quẹt. Khó là khó là khó. Thiệt là đập bể được chiếc tường đó không vậy? À, con dễ nhất rồi. Đồ đã có ổn việc chỉ ngang thôi. À dạ dạ. Vậy là quay lại đánh nó ẩn nữa hả? Đánh không lại chạy. À cái này là lúc trong một thân the miles yearn to ascend, yet fame still holds sway. Their glory fades in dream of some. Ok. Mình phải ra cái trụ kia mới gây lại chấp cho một học được phải không? Để đi quay lại. Phải qua cái trụ mới đi lại chấp cho một học được phải không? A few moments later. Ôi vậy hồi nãy đi đường dưới chân cầu không chịu. For what deed must his head be hung for all to see? What deed must the waters they govern run free? For what deed must all matters not known how to be? For what deed has mercy's hand so woe upon thee? For what deed must the red one into the wind? Liệu rằng bot này có mạnh dữ không? Nhưng mà chúng ta có ăn thằng mặt không? Quả dân tà thần. Con của Long Dương ư? Nhao bính. Hello. Có phiền không anh em? Nó nằm xuống anh đánh mấy cái chuồng trình lực hả? Ok. Tiếp kêu tiếp mà. Ok. Tiếp đánh dụng nó nằm xuống. Đây là con gồng già mà không? Tự nhiên đi kiếm chuyện nha. A few moments later. Có phải đâu mà dụ luôn hoài. Thank you.
bót khác liền. Cái bót này tội. Chúng chuồng rồi. Trời ơi, lần hai nha, lần hai cũng được. Để lâu quá ai mà đứng lần quá được như trời nữa. Tôi ngồi những thập niên thôi. Nâng cấp lên cũng có chiều. Khổ luyện 30 năm. Thấy đánh vòng đã không? Lâm Châu hả? Lâm Châu nó làm gì? Tôi còn một chiêu tôi chưa tài đó anh em. Tôi còn một chiêu tôi chưa xài.